các bạn, đây thì nó sẽ đi xuống cái đường Bờ Bướm các bạn, ngay chỗ đường này xuống Phú Minh á đó. Đó mình quay con đường mình đang đi trên xe đạp của mình này các bạn. Nói chung ở đây nó hơi rung các bạn, rung xíu nên làm ra nó xuống như thế nào này, xong rồi mình sẽ rẽ qua đường Đức Phụ Mỹ Á. Rồi đây các bạn, hiện tại là mình đã ra đường Đức Phụ Mỹ Á rồi nè. Còn biết cầu Hải Tân không? Thì mình sẽ đi tới cầu Hải Tân á. Nhưng mình không có lên cầu, mình sẽ rẽ phải dưới cầu á. Nó sẽ có con đường đi dọc sông. Đó là sông nó nối ra biển biển Phúc Quang, Phú Vinh các bạn. Nó chỗ đó có một cái đoạn rất là đẹp luôn. Lâu rồi mình đi xe đạp á, nó cũng đi mệt lắm. Nó giống cái là thở luôn. Rồi các bạn, phía trước đó là tới cầu Hải Tân rồi các bạn. Sao bao nhiêu khó khăn rồi mình đã tới cầu Hải Tân. Đó, và đây sẽ có đường đi qua cầu đúng không? Mình sẽ không có cầu. Sẽ có đường quay phải nè. Đó, cho anh này các bạn. Đây là cầu Hải Tân nha. Rồi, đường quay phải xuống cái này. Đó, xuống này là kiểu nhìn nó. Ôi. Cái này xuống mà có không mình lái một tay dễ té lắm. Kiểu như cái đoạn này là cái chỗ mà nó đi dọc cái sông các bạn. Nè, như là sát sông luôn, thành ra nó đẹp lắm. Đây mình dừng lại qua cho các bạn xem nha. Mà chỗ này chưa đẹp các bạn, ngay chỗ kia nó có mấy con vịt á. Có một cồn đất ở dưới đẹp lắm. Đây mình quay sơ cho các bạn biết nè. Đó, mình đi dọc dọc ra cho các bạn xem nha. Nói chung thì ở đây nó mát lắm. Ra ngoài kia sạch, kia có dịch người ta nuôi dịch. Nói bây giờ vui đó. Ở Sài Gòn không có cảnh này các bạn. Lâu mình về có những cái vui vui mình qua lại cho mình xem. Mình nghĩ chắc cũng ở Phúc Quang thì biết á, nhưng mà nhiều người dân mình ở trên những cái khu khác á, không biết cái chỗ này. Tại vì mình đi qua nhiều lần rồi. Từ Tết này mới phát hiện ra thôi, nhưng mà thấy ít người qua lại lắm. Cho nên là chắc chưa có nhiều người biết các bạn. Bạn thấy cầu hay chưa? Cầu Hải Tân đó. Bắt dọc qua. Đó, hồi nào. Rất là đẹp luôn. Hồi nhỏ mình hay chơi ném đá lĩa, đá chạy lia trên nước. Đó cái này. Giờ lĩa đó không bay cất vậy. Cái này các bạn đi khoảng chiều á, chiều mát á. Do mấy nay Tết á, mình đi sớm thì nó cũng mát, rồi bữa nay trời nó nắng rồi nè. Bây giờ đang khoảng 4 giờ nè. Đây, thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái đoạn kia, nó sẽ có thì gọi là giống như cái bãi đất á, nó đẹp lắm. Mình ra ngoài đó được luôn, và mình sẽ qua lại cho mình xem thử đó có gì nha. Bây giờ nó nắng quá này. Ủa? Nè nè, các bạn thấy những cái đống bãi đất nó nhô lên không? Bữa nay như nước nó dâng lên nè. Hôm qua mình thấy ngay chỗ này là nó vẫn còn nhiều cái bãi đất nó lên đó. Nãy nước nó hơi dâng tí rồi. Đó, có một cặp mà đi xuống kìa. Bạn thấy không? Đó, đây là bên một cái hồ bên cạnh đây. Nói chung là lâu này sẽ đạp đi cũng mệt các bạn. Nói chung này cũng giới thiệu được cho các bạn biết một chỗ đẹp nên cũng vui. Đó cái chỗ này nè. Hôm bữa mình làm mấy tấm hình ở đây để mình sẽ ghép cái tấm hình mình chụp lại cho bạn xem. Nó cũng đẹp lắm. Đó, đây các bạn thấy mấy gì chung. Chỗ này người ta cho ăn nè. Nó bơi đã xong vô đây người ta cho ăn trong những cái thau. Đó, có cái này sạch lắm các bạn. Đó, đây là cẳng hai bên nè. Chỗ này là ngay chỗ cái bãi con vịt nãy á, mình nhìn thẳng thêm một đoạn nữa là tới. Ở đây nhìn giống đúng là toàn thẳng luôn á. Đó. Các bạn thấy ngay kia là cái cầu cái ngang qua nè. Không biết các bạn thấy không? Đó, xa xa phía kia là cái dãy nhà ở bên kia. Còn đây là cái đường
dạp núi rồi cận bị Mỹ Ái các bạn. Các bạn thấy đường nè, đi ra đó, chỗ kia chính là cái cận bị Mỹ Ái mà. Cái chỗ đẹp đẹp á, đi ra ngoài nhìn thấy cảnh biển luôn á. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Không biết nó bị lún không ta, mình chỉ sợ nó bị lún thôi. Có cái đây mình thấy nó cũng hơi ướt á. À, nước nè. Nói chung mình xuống đây không khí nó mát đấy các bạn. Nhìn nó có quá là trời nắng nhưng mà nay không lấy gắt, nay là mùng 4 Tết á. Wow, chỗ đây cát nó cũng mềm, nó cũng hơi mềm á. Trông quá đẹp luôn. Chỗ này chụp hình là viết số luôn các bạn. Ở bên kia nó có những gành đá này. Rồi ok, thì chắc bây giờ mình sẽ quanh về. Trông cũng hết chỗ nào mà nó đẹp rồi. Đi xuống kia cái đường nó cũng giống như vậy thôi. Xuống kia nó có ghe tàu á, nó hơi lạ tí thôi. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên nha. Wow, đi đường này dễ trời quá. Tôi nói cho bạn thêm cảnh biển cái này nè. Nãy đoạn nãy mình đi thẳng xuống xíu á, đường này quanh về có đường quanh về đường cái phủ Mỹ Á nữa, mình chẳng đi luôn. Rồi hôm nay quay được cái cảnh này giới thiệu với các bạn, thì hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.